Hello mấy bà, hôm nay tôi sẽ ăn thử món chân gà hấp với lại sốt muối chấm của chú Hải xem là cái khẩu vị nó như thế nào ha. Và trước khi tôi ăn tôi sẽ uống một ít nước. Mời mấy bà. Tôi review xem sao nha. Vị ok nha mấy bà. Khá ổn luôn. Cái này mà tôi hấp á, nó nhừ xương luôn, nó ăn hơi dễ. Chấm nhiều mới ngon nha, nhưng mà sẽ hơi là bị cay á, nên mấy bà nào mà không có ăn cay được thì mình chấm ít thôi ha. Vị rất ổn luôn, chua chua đúng không ạ? Mấy bà nào mà muốn thử giống như tôi thì bấm vào link ở bên dưới video ha, hoặc là nhấn vào trong giỏ hàng mua thử sốt muối chấm của chú Hải về. Mình hấp thử một đĩa chân gà với gừng với hành lá rồi bày ra đĩa ăn giống như tôi nha. Ngon luôn bà ơi. Mấy bà nào mà về làm thử rồi có thể làm một cái video xong comment ở bên dưới cái video này của tôi xem là các bạn ăn có ngon giống như tôi không nha. Mình hấp kỹ xương đấy, mình ăn cũng dễ luôn á mấy bà. Hôm nào mà giận chồng con mình làm một dĩa như mày là vô tư luôn. Ăn cực kỳ dính luôn, ai mà không làm này hối tiếc nha, cực kỳ dính luôn. Nhìn tôi ăn mà thấy ngon quá, đặt link bên dưới đây. Không vào giỏ hàng của tôi nha, mua một hũ về và tôi làm để dành ăn dần. Trời ngon. Cái này mà làm mồi nhậu cho mấy ông là cũng bá cháy luôn nha mấy bà. Cay cay.
Mua gì ăn thử nha mấy bà. Đặt ở link bên dưới hoặc là trong giỏ hàng của tôi. Ngon quá. Ngon luôn. Hôm ăn là hối tiếc luôn á. Tuyệt vời. Ngon lắm nha. Mấy bà muốn ăn thử thì đặt link, thì đặt mua ở link bên dưới video nha. Còn không thì vào giỏ hàng của tôi để đặt. Đặt một hũ về bỏ tủ lạnh ăn dần nha mấy bà. Ngon lắm luôn, cực kỳ ngon luôn á, không ăn là hối tiếc.